vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, lễ thượng cờ rủ quốc tang đã diễn ra trọng thể tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh để tưởng nhớ cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lá cờ rủ có dải băng tang màu đen đã được kéo lên cao 2/3 cột cờ. Cùng lúc, nghi thức chào cờ đã được cán bộ, ban quản lý quảng trường, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh, đảng ủy hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trường Thi và nhân dân có mặt trên quảng trường thực hiện trang trọng. Lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong hai ngày quốc tang, các công sở, các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh sẽ treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.